Vâng, xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trong clip tiếp theo của em. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi làm công trình. Công trình lần này của em là ở phố Nguyễn Siêu. Và đi cùng công trình em gồm có chú Khuê và bố vợ em. Đố các bác biết trong cái hộp này là cái gì? Trong đấy là một thứ rất là quan trọng, tạo điểm nhấn cho công trình lần này của em luôn. Và bây giờ bọn em đã có mặt ở nhà gia chủ rồi mọi người. Căn nhà rất là đẹp và hoành tráng ở khu phố cổ của Hà Nội luôn. Và đây là gian thờ cũng như là nơi mà bọn em chuẩn bị làm công trình đây. Set up cây xanh đây. Đây là ban thờ của gia chủ nhé. Phòng ban thờ rất là đẹp và được gia chủ rất là kỳ công chăm sóc luôn. Mọi người thấy có đẹp không ạ? Còn phía ngoài này là ban công. Ban công này rộng khoảng tầm 6 đến 7 mét vuông. Và được gia chủ sửa sang lại để trồng các cây khác mọi người. Và trong hộp này chính là bức tượng Phật. Đây, để bọn em tháo ra cho mọi người xem. Bức tượng Phật này được làm bằng nhựa nhé, lên rất là nhẹ luôn, nhưng bù lại là rất là bền. Đấy, đây là bức tượng Phật của gia chủ đây. Và em đang chuẩn bị công trình là lắp dây dợ vào để cho nước chảy. Sau khi lắp xong thì bố vợ em sẽ đổ nước vào đây. Mọi người hãy chờ một ít phút nhé, em sẽ cho mọi người xem nét đẹp của bức tượng Phật này. Đó, sau khi bọn em đã đổ nước xong thì bức tượng Phật sẽ chảy nước vào quả cầu ở giữa sẽ quay. Và chỗ nhấp nháy kia là có bốc khói nhé mọi người nhé. Chẳng qua ở trên này gió to quá thôi nên không nhìn được thấy khói. Và bây giờ chú Khuê sẽ dọn dẹp lại cái ban công sao cho sạch sẽ. Còn bố vợ em thì sẽ ghép đá ở phía dưới bức tượng Phật này. Và sau hơn 2 tiếng thì bọn em đã hoàn thành xong công trình các bác ạ. Hai bên là hai cây cau, còn ở giữa là bức tượng Phật. Các bác thấy buổi tối mà bật bức tượng Phật này lên có đẹp không ạ? Và tầm này mà để cái bàn ở đây nghe thấy tiếng nước róc rách chảy thì rất là yên tĩnh. À, rất là thích luôn. Còn đây là cây cúc nhá. Bên cạnh là cây hương thảo, rất là thơm luôn ạ. Còn ở giữa thì em sẽ trồng tiểu cành, các cây ghép lại là một. Đấy, công trình này rất là đơn giản thôi, nhưng được gia chủ rất là thích luôn. Nước chảy nghe rất là vui tai luôn. Thì tía chú Khuê cầm cây hương thảo về. Đây chị nên nhìn đến lên này. Đây nhìn lên, bây giờ nhìn lên ảnh. Anh em bảo anh cho em một cái chậu nhỏ xuống đây đi xem mà. Một cái chậu và lan nhử về đây này các bạn. Thế là công trình của bọn em cũng đã xong rồi các bạn. Thì bây giờ bọn em xin phép về, rất mong được mọi người ủng hộ nhé.